Chồng nhậu say quên lối về, cô vợ có màn hộ tống độc lạ khiến người đi đường lát mắt. Mới đây, dân mạng được phen mắt chữ O miền chữ A khi chứng kiến phong cách chở chồng nhậu say về nhà của một chị vợ. Trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội là hình ảnh chị vợ đang phóng trên con xe lít nức tiếng trong giới tham gia giao thông Việt Nam. Nhìn kỹ phía dưới chỗ để chân là một người đàn ông đang nằm ngang, được cho là trong tình trạng say quát càng câu không biết trời trăng gì. Dù chở chồng trong tư thế khó như vậy, nhưng chị vợ rất chắc tay, điều khiển chiếc xe chạy bon bon trên đường, chỉ ngồi thẳng lưng, vuông góc, hai chân thuận thế giữ người đàn ông khỏi rơi xuống đất. Tình huống dở khóc dở cười này do người đi đường vô tình ghi lại được và đăng tải lên mạng xã hội, sau đó nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận từ người xem. Ai nấy đều không nhịn nổi cười trước màn hộ tống chồng vô cùng độc đáo của chị vợ Bên cạnh đó một số ý kiến cho rằng Người vợ nên gọi taxi đưa chồng về Thay vì chở còng cần thế này vì dễ gây tai nạn khi tham gia giao thông Siêu trộm chân bó bột vẫn nhảy lò cò vào nhà dân cũng tài sản Đối tượng là Nguyễn Minh Tiến, 39 tuổi, ngụ xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Khi bị bắt, chân trái đối tượng Tiến vẫn đang bị thương và bó bột, Đi lại cũng nhảy cò một chân phải. Ngay sau đó, công an xã Nhật Chánh đã bàn giao đối tượng cùng tang vật đã lấy trộm cho công an thị trấn Bến Lức, tiếp tục lấy lời khai điều tra làm rõ. Trước đó, đối tượng tiến chạy xe máy qua một tuyến đường ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức và dừng lại xuống xe vào một nhà hộ dân gần đó, lấy trộm một máy cắt tay đang để ở sân. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Cụ thể thanh niên điều khiển xe máy chạy vào hẻm qua khỏi nhà một hộ dân khoảng chừng 20m rồi dừng lại. Quan sát khá lâu thấy vắng người, đối tượng quay đầu xe chạy ngược lại đến cánh cổng đã mở rồi tắt máy. Đối tượng đậu lại ngay cổng như chờ ai đó. Một lúc sau nhìn bên trong không thấy bóng của gia chủ, thanh niên này bước xuống nhưng chỉ đi được một chân phải. Cò chân trái đang bó bột từ bàn chân lên bắp chân. Tuy nhiên đối tượng cố gắng nhảy cò thật nhanh vào trong sân nhà dân, đứng thậm thuộc quan sát. Sau đó lấy trộm máy cắt rồi nhảy cò ra xe nổ máy vọt đi. Hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội khi xem nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán. Chủ nhà bị đột nhập lấy trộm tài sản cho biết, sau khi quay trở ra không thấy máy cắt đâu nên đi tìm khắp nơi. Sau khi kiểm tra lại camera gắn đó thì nhìn thấy đối tượng vào lấy trộm. Vợ mang tivi cũ bán đồng nát, chồng hốt hoảng báo công an. Anh Lưu sống ở Giang Tây Trung Quốc, làm nông nghiệp và kiêm thêm một số công việc lặt vặt để kiếm sống. Vì anh không có thu nhập ổn định nên vợ không nắm được tài chính của chồng. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, anh Lưu tiết kiệm được 100.000 nhân dân tệ, khoảng 350 triệu đồng. Tuy nhiên, anh không muốn cho vợ biết số tiền này. Anh nghĩ, mang gửi ngân hàng với những thủ tục giấy tờ lằn nhằn, chắc chắn vợ anh cũng phát hiện. Vì vậy, anh Lưu giấu toàn bộ số tiền vào chiếc TV đen trắng đã cũ trong nhà. Anh mở chiếc vỏ sau của TV và nhét tiền vào đó. Chiếc TV đã cũ không dùng tới, nên anh tin vợ sẽ không bao giờ biết đến số tiền. Tưởng mọi chuyện êm xuôi, nhưng không ngờ một ngày khi đi làm về, anh Lưu phát hiện chiếc tivi không cánh mà bay. Anh hỏi ra mới biết vợ đã bán cho đồng nát với giá 20 nhân dân tệ, khoảng 70.000 đồng. Anh Lưu vội đi tìm vợ hỏi rõ ngọn ngành. Vợ anh kể, hôm đó một người thu mua đồng nát đến tầng nhà nên chị đã tiện tay bán chiếc tivi cũ không dùng tới. Anh Lưu vô cùng lo lắng, không biết tìm người mua phế liệu ở đâu. Cuối cùng anh đành phải báo công an, nhờ họ giúp đỡ. Sau 2 ngày tìm kiếm, công an cũng tìm được người thu mua phế liệu và chiếc tivi cũ cũng về tới chủ. Người thu mua nói không hề biết đến sự tồn tại của số tiền bên trong chiếc tivi. Dưới góc độ pháp lý, nếu người thu mua phế liệu không trả lại số tiền, anh Lưu hoàn toàn có thể kiện lên tòa và đòi lại tài sản của mình. Bởi vợ anh chỉ bán chiếc tivi cũ với giá 20 nhân dân tệ, không bao gồm số tiền 100.000 nhân dân tệ kia. Sau vụ việc của gia đình anh Lưu, phía công an đã cảnh báo người dân cẩn thận hơn với tài sản của mình. Tiền tiết kiệm gửi ngân hàng cũng là một giải pháp an toàn. Xe bồn chạy như bị mai chí, lấn làng chen giữa hai ô tô đang di chuyển. Khoảnh khắc trụng rời tay chân đối với các tài xế trực tiếp liên quan đến vụ việc được camera hành trình trên một ô tô đang lưu thông trên đoạn đường ghi lại. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra ở Bắc Giang vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 5 tháng 1. Trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, khi ô tô gắn camera và các xe khác đang giữ khoảng cách và di chuyển đúng làng của mình, thì từ phía xa một chiếc xe bồn chạy tới. Nhưng điều đáng nói là chiếc xe này đang duy trì tốc độ khá cao. Đáng sợ hơn là tài xế còn đang bất chấp nguy hiểm, vượt lên chiếc ô tô màu xám chạy cùng chiều, sau đó lấn làng sang xe gắn camera và ô tô Hyundai sang top đi trước. Khoảnh khắc chiếc xe bồn luồn lách sang một bên rồi chen giữa ô tô xám và đen, khiến cho tài xế xe ô tô Hyundai sang táp và xe ô tô gắn camera phải giật mình thắng lại gấp. Tài xế xe bồn sau khi vượt được thì cũng chạy đi mất, như không biết bản thân vừa gây ra tình huống gì. Tuy nhiên may mắn là các phương tiện và người đi đường vẫn an toàn. Sau đây là một vài bình luận đáng chú ý được cư dân mạng để lại bên dưới video. Xe bồn, xe đầu kéo thường chạy đi như bị ma dí, không biết gấp chuyện gì. Nhìn thế thôi chứ ai ngồi trong hai chiếc xe ô tô đi ngược chiều mới biết được khoảnh khắc đó nó chân thực và đáng sợ đến mức nào. Trình lên công an để tài xế nghỉ Tết sớm luôn. Thiếu nữ 13 tuổi sinh con, ba người đàn ông vào tù. Một vụ án khó có thể tin đã xảy ra tại huyện Ia Esrai, tỉnh Con Tum, xử phiên phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Triệu Văn Tiên 13 năm tù, Vi Văn Hùng hơn 9 năm tù, Hoàng Văn Diên 4 năm tù, về các tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em theo nội dung bản án. Triệu Văn Tiên, 28 tuổi quê Thái Nguyên, vào con tum sinh sống rồi nảy sinh tình cảm với Y Linh 16 tuổi con của bà Y Loan. Khi được gia đình bà Y Loan chấp thuận, cả hai sống như vợ chồng. Tuy nhiên khi Linh hạ sinh được một đứa con gái, thấy Tiên không quan tâm tới vợ con, bà Y Loan bức xúc và làm đơn tố cáo lên chính quyền. Sau đó, công an tỉnh Con Tum khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Triệu Văn Tiên về tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em. Công an xác định, thời gian từ 3 năm trước tiên đã nhiều lần quan hệ tình dục với Linh, thời điểm đó Linh chưa đủ 13 tuổi nên đã cấu thành các tội trên. Cơ quan điều tra cũng tổ chức giám định ADN bé gái con của Linh, nhưng kết quả cho thấy đứa trẻ không phải con của Tiên. Trả lời cơ quan chức năng, Linh thừa nhận, ngoài Tiên còn lén quan hệ tình dục với Vi Văn Hùng, sinh năm 1997 cùng ngụ tại xã Yeda. Ngay sau đó, Vi Văn Hùng cũng bị khởi tố bắt giam để điều tra. Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận đã nhiều lần có quan hệ tình dục với Linh, nhưng khi giám định ADN lần nữa thì bất ngờ Hùng cũng không phải là cha của đứa trẻ. Linh khai tiếp đã nhiều lần làm chuyện vợ chồng với Hoàng Văn Diên, sinh năm 1971, là chồng của bà Y Loan, cha dượng của Linh. Kết quả giám định ADN lại lần nữa cho thấy Hoàng Văn Diên mới là cha của cháu bé, nên Diên bị bắt giữ. Bà Y Loan cũng bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm. mới cưới vài tháng chồng đòi ly hôn vì vợ sống như công chúa, nhà bừa bộn như đống rác. Ở Hà Nam Trung Quốc, người phụ nữ sau khi lấy chồng không làm việc nhà mà chỉ ăn uống vui chơi, chồng tức giận đến mức đòi ly hôn. Theo lời kể của người đàn ông, anh và vợ biết nhau trong một lần xem mắt. Lúc đó vợ anh khá đoan trang và lịch sự. Quen nhau chưa được bao lâu, anh hỏi vợ rằng cô cảm thấy thế nào về mình, liệu đôi bên có tương lai không câu trả lời là có Ngỡ rằng đã gặp được tình yêu của đời mình Hai nhà thương lượng về xính lễ Và đám cưới Nhà gái đòi xính lễ hơn 200.000 nhân dân tệ Tương đương 680 triệu đồng Mặc dù xính lễ khá cao Nhưng lấy được người vợ xinh đẹp này Thì không hề lỗ vốn một chút nào Nghĩ vậy nên người đàn ông đã cố gắng Gom đủ xính lễ Và hai người đã về chung một nhà Mọi thứ gần như trọn vẹn cho đến khi hai người cùng chung sống chưa được bao lâu ngày tháng khổ cực mà không thể nói của người đàn ông mới bắt đầu vợ ở nhà không làm gì cả hằng ngày chỉ ăn ngủ và chơi điện thoại còn nuôi một con mèo thỉnh thoảng lại dắt ra ngoài đi dạo là một người vợ nhưng cô không hề nấu nướng và cũng không biết cách dọn dẹp tổ ấm gọi đồ ăn về hợp chai nước và rác thải được vứt thẳng trong phòng căn phòng đầy rác thậm chí còn chất đầy cả dưới gầm giường. Chồng không chịu nổi nên phải ngủ ngoài, nhưng người vợ không nhận thức được vấn đề, vẫn ở chung phòng với đống rác. Trong phòng lại có phần mèo. Điều thú vị là người vợ rất tốt với mèo cưng, sẵn sàng mua đủ loại thức ăn cho mèo, nhưng lại không hề quan tâm đến chồng. Dù mới kết hôn được vài tháng, nhưng người chồng cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Anh không cưới vợ mà là một công chúa, phải nai lưng ra kiếm tiền để nuôi cô chịu đựng một thời gian anh quyết định ly hôn cùng một người bạn về nhà để ba mặt một lời với vợ anh nhờ người bạn quay lại cảnh này sau đó gửi cho bố mẹ vợ để họ biết anh đưa ra quyết định ly hôn không phải chuyện vô căn cứ cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích không có số làm công chúa nhưng lại có bệnh công chúa mục đích của cô gái này là lấy được chồng là muốn anh chăm sóc cô đến hết cuộc đời như một đứa trẻ nếu đã không biết cách làm vợ thì xin đừng kết hôn, cứ ở nhà làm con ngoan của bố mẹ là được. Chân dung người vợ hiếm khi lộ diện của ông Phạm Nhật Vượng, từ bạn học thành bạn đời người phụ nữ giàu thứ ba trên sàn chứng khoán Việt. Phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup là bà Phạm Thu Hương, sinh năm 1969, hiện là phó chủ tịch thường trực của tập đoàn Vingroup, nằm trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam. Tuy nhiên phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng khá kín tiếng về đời tư. Bà Phạm Thu Hương sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học. Bà và ông Vượng quen biết nhau qua nhóm du học sinh ở Liên Xô. Năm 1993, ông Vượng tốt nghiệp và kết hôn với bà Hương. Hai vợ chồng ông chuyển tới thành phố Kha Cốp, mở một cửa hàng ăn lấy tên Việt Nam Thăng Long. Với đồ ăn ngon và hợp túi tiền, nhà hàng nhanh chóng được người dân cũng như khách của thành phố Kha Cốp biết đến. Giai đoạn những năm 1990, do khủng hoảng kinh tế tài chính, những kệ hàng trong siêu thị cốp chống không và người dân buộc phải mua nhiều loại sản phẩm bằng tem phiếu. Tận dụng cơ hội, ông Vượng về Việt Nam mua một dây chuyền mì ăn liền, hai vắt thô sơ đưa sang Ukraine và bắt đầu sản xuất mì ăn liền hiệu Miniva, bán cho dân bản địa. Khi đó chỉ có 30 công nhân làm việc tại nhà máy. Chỉ trong vòng một năm, doanh số cán mốc 1 triệu gói mì. Đến năm 2004, mức tiêu thụ mì Mivina ở Ukraine đạt mức cao kỷ lục 97% người tiêu dùng sử dụng loại sản phẩm này. Từ thành công tại Ukraine, vợ chồng ông Vượng mở rộng nhà máy, tiếp đó đưa thương hiệu Mivina tới hơn 30 quốc gia khác. Ngoài sản phẩm đầu tiên là mì ăn liền, họ còn sản xuất khoai tây nghiền, thành lập nhà máy chuyên sản xuất gia vị, nhà máy chuyên đóng gói, là các công ty con của tập đoàn Technocom, tiền thân của Vingroup hiện nay. Đầu những năm 2000, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu thực hiện đầu tư tại Việt Nam với việc mở hai công ty bất động sản ở Việt Nam là Vinpearl năm 2000 và Vingroup năm 2002 sự thành công của vingroup ghi đậm dấu ấn của cặp đôi quyền lực chủ tịch hội đồng quản trị phạm nhật vượng và phó chủ tịch hội đồng quản trị phạm thu hương nhìn chung ngoài việc đồng hành với ông phạm nhật vượng từ những ngày đầu khởi nghiệp tại ukraine bà phạm thu hương còn trực tiếp tham gia sâu vào công tác điều hành của tập đoàn vingroup trong suốt giai đoạn hình thành và phát triển đây là sự khác biệt lớn của bà so với vợ của nhiều đại gia khác tại việt nam dù không xuất hiện trên truyền thông nhưng bà phạm thu hương thường xuyên có tên trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.